15 năm tù giam là bản án thích đáng dành cho Trần Văn Trịnh, 36 tuổi, trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, về hành vi trộm cắp tài sản. Trịnh là đối tượng đã gây ra 87 vụ trộm két sắt trong các nhà dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đã lấy được tổng giá trị tài sản gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến khi bị bắt vào tháng 9 năm 2016, Trịnh đã thực hiện 87 vụ trộm, chủ yếu là phá két sắt của nhà dân để lấy tài sản với trị giá gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, Trịnh còn phá hỏng nhiều thiết bị camera an ninh của các hộ dân. Đồng lõa và giúp sức cho Trịnh để thực hiện trót lọt các vụ trộm trên còn có Mã Văn Say, trú tại huyện Đức Trọng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản và buộc phải bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt. Bị cáo Say chịu mức án 18 tháng tù giam.